chuyện kinh dị Đừng thiêu bố nhé Tác giả Diễm Hằng Giọng đọc tả từ bí ẩn đầy điều Chiếc xe tang từ từ tiến vào nhà tang lễ hỏa táng Chiếc quan tài được đặt trang trọng ở giữa gian phòng rộng lớn Người làm tang lễ trong nhà hỏa táng Đọc những lời đưa tiễn cuối cùng Gia đình bạn bè người thân đứng sát lại với nhau Buồn bã khóc lóc thê lương anh An đứng cạnh mẹ Ôm lấy vai bà vỗ vỗ an ủi Muốn bà bớt đau lòng Hai ngày nay bà góc lên góc xuống Người gầy dọc cả đi Sau khi đọc xong những lời đưa tiễn Cũng như thủ tục cuối cùng Bạn bè người thân đi quanh quan tài lần cuối Như một lời từ biệt Trước khi người mất đưa vào trong lò Bà Xuân lại khóc nấc lên Ôm quan tài mà rằng Mẹ ơi Từ nay con mất mẹ rồi Mẹ ơi Người nằm trong quan tài chính là mẹ của bà Xuân Bà ngoại của An Cụ ra đi tuổi cao sức yếu Sống với con cũng gần hết đời người Nhưng bà Xuân đau buồn như vậy là bởi Bà lấy chồng xa nhà Vài năm mới về thăm được một lần Đã vậy chưa bao giờ về đầy đủ cả nhà Lấy chồng ngóp 40 năm Bà hứa Tết này cả nhà về ăn Tết cùng bà cụ Nhưng có ngờ đâu Còn chưa đầy 20 ngày nữa là Tết Thì cụ ra đi Trước mấy ngày cụ nhắm mắt xuôi tay Có hay nói những lời kỳ lạ Với cậu Quang là con trai út của cụ Buổi tối trước 3 ngày cụ đi Đang ngồi ăn cơm thì cụ nói Quang ơi Có ai đứng ngoài cổng kìa Nói xong cụ lại hướng ra cổng mà hỏi lớn Ai đây Mở cổng ra mà vào Thế nhưng vợ chồng con cái chú Quang Nhìn ra thì làm gì có ai Cụ vẫn khẳng định là nó đứng kia thôi không rõ mặt mũi chả biết đứa nào với đứa nào Thấy cụ khẳng định như thế Chú Quang đứng dậy ra ngoài xem Mở hẳn cánh cổng rồi ngó dọc ngó ngang Hai bên đường cũng làm gì thấy bóng dáng đứa nào Rồi sáng tối ngày thứ hai Cả nhà mới ngồi xem tivi Cụ lại bảo Ơ à, chúng mày Trong gầm tủ có con rắn kìa Mọi người hết hồn vội nhìn vào Cái tủ ly gầm cao Cách mặt đất cả mét Làm gì có cái gì trong đấy chỉ có hai bình rượu táo mèo của chú Quang để trong góc thôi Cụ thấy mọi người cứ ngơ ngác Thì lại quát ô hay Nó kia thay Nó bỏ qua bỏ lại trong gầm cái kia Bắt đi không nó bỏ ra nó cắn bây giờ Cả nhà đứa mắt nhìn nhau Đèn điện sáng choang như thế này Nhìn đi nhìn lại Làm gì có con gì ở trong ấy Chú Quang cùng với vợ đứng lên tiến đến Thì cụ lại kêu lên Ôi trời ôi Cẩn thận không nó cắn cho bây giờ Hai chú tím khựng lại Nhưng khổ nỗi có thấy cái gì đâu Đứng như thế cả phút Lúc quay lại nhìn cụ Thì lại thấy cụ đang xem tivi Nhưng không có cái chuyện gì Chú hỏi cụ là rắn đâu Thì cụ lại bảo là không biết Làm cả nhà trố mắt mà không hiểu cái chuyện gì Hết nhìn cụ lại nhìn nhau Cụ bà vốn bị thoái hóa xương từ lâu rồi Nên bây giờ đi lại khó khăn Đứng lên ngồi xuống phải có người đỡ Hơn 9 giờ Thím bảo cụ vào nghỉ Tiến đến muốn đỡ cụ dậy Thì cụ mắt lại nhìn ra sân Hai bên trước sân gạch đỏ Là hai cây vú sữa Xoe tán che xuống Che luôn cả bóng điện Làm cái sân cứ có khoảng sáng khoảng tối Cụ nói vọng ra Bà Quế đấy à Đi đâu muộn thế Thím Nga nổi cả da gà nhìn ra sân Chẳng có ai cả Không ra bên ngoài vắng tanh như chùa bà Đanh Cùng với cái sân không sáng tỏ mà mờ ảo lắm Tím nói với chồng Này Hay là mai ông chặt cái cành kia đi Che hết bóng rồi Đoạn thím quay ra hỏi bà Bà quý nào hả mẹ Đâu làm gì có ai đâu ờ, Ai mà Thím bỏ giờ cô nói Không hiểu sao da gà lông tóc dựng ngực cả lên Rồi thím len lén nhìn ra sân một lần nữa Rồi quay lại nhìn mặt cụ Ánh à, mắt cụ lúc này vàng đục nhăn nheo Da trùng che gần hết đôi mắt Cụ vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài ấy Hàng lông mày câu lại Như thể đang nghe ai nói Thím quay ra lần nữa Đi muốn chắc chắn rằng ngoài đó không có ai Vừa quay ra thì cụ lại nói Tối rồi Còn đi đâu nữa Bà về ngủ đi Tôi không có đi đâu Chân cẳng đau nhức thế này Đi cái gì Thím Nga lùi sát lại chỗ chồng Ánh mắt cứ nhìn cụ rồi nhìn ra sân Hai vợ chồng lúc đầu đầy khó hiểu nhìn nhau Không hiểu cụ đang nói chuyện với ai Và tại sao lại có những biểu hiện lạ như thế Chú dè dặt hỏi Bà, bà ơi Bà nói chuyện với ai đấy Bà quế nào Làm mình làm gì có bà quế nào Bây giờ cụ quay qua trách Quế mẹ thằng Thanh trong họ nhà mình chứ ai Ừ hai, hai cái đứa này Hai chú thím run lên cầm cập Bởi cái bà quế đấy Thì đã mất cách đây hơn 3 tháng rồi Hai cụ vướng bằng tuổi nhau Lại là chị em họ Cũng là bạn từ thuở bé Cụ Quế khỏe lắm Vẫn đi lại phăm phăm Ngày nào cũng lên đây Hai cụ ngồi nhai trầu nói chuyện xem phim chung với nhau Cách đây hơn 4 tháng Cụ Quế cho lúc chơi ở đây về Đi qua cái đoạn chợ làng Cho người ta hay đổ nước xuống cống Cống tắc thì nước tràn lên sân Làm dư vọng ở đó chân trượt vô cùng Ai không để ý đi qua là ngã ngay Cụ Quế không biết hôm đấy Đi đứng kiểu gì đường rộng cụ không đi Lại đi sát cái mép tường Đi vào cái đoạn đấy thì ngã rỗng xoài ra đất Trẻ con người trẻ trượt ngã Ấy là chuyện bình thường Nhưng các cụ có tuổi thì xương giòn lắm Người ta thấy cụ ngã đau Thì đỡ cụ về nhà Đêm đó cụ cứ kêu đau rồi sốt Con cháu đưa đi viện Chụp x quang Mới biết bị mẻ với nứt xương trọng Từ hôm đó cụ nằm một chỗ Rồi cơ thể cứ thế yếu dần Yếu dần đi Mặc dù gia đình hết sức chữa chạy Thế rồi hơn một tháng sau, cũng mất trong một ngày nắng nóng oi bức đỉnh điểm của khí hậu miền Bắc. Đợt đấy nghe tin cụ Quế mất, thì cụ Vạn buồn lắm. Còn mỗi bà bạn già thì lại mồ yên mà đẹp rồi. Cụ khóc rất nhiều. Vừa ngồi xem cô dâu 8 tuổi vừa khóc. Chắc có lẽ giờ đây không còn ai ngồi coi cùng nữa, bàn luận cùng những gì diễn ra trong phim. Không ai nghĩ là cụ Quế đi trước cụ Vạn. Thế nhưng mà đời có ai biết trước được cái gì Người khỏe mạnh hơn lại cứ thế mà ra đi Không một lời từ biệt Hôm chuẩn bị trôi cụ Quế Cụ Vạn đòi chú Quang trở đi đưa tiễn bạn mình lần cuối Nhưng mà chú không cho đi Chú bảo già rồi Lại có bệnh trong người Đến hơi lạnh nắm ma về Để mà mấy hôm lại đi theo Cụ bảo lại Người già trong làng đi hết cả rồi Cụ đi nốt thì cũng là lẽ thường tình Thế nhưng mà chú vẫn nhất quyết không cho đi Giờ đây thấy cụ đứng nhìn ra sân gọi cụ Quế Lại còn hình như bị cụ ấy rủ đi đâu Hai vợ chồng chú như linh cảm có điều gì đó chẳng lành Một lúc sau cụ trở lại bình thường Tím Nga đỡ cụ vào phòng nghỉ Quay ra nói chuyện với chồng Gọi cho bà Xuân với bà Huyền Nói chuyện này cho hai chị hay Cuộc điện thoại đến muộn đó Hai bà chị nghe xong thở dài Bảo giờ cụ già rồi Hay nhìn gà hóa quốc Nói rằng năm nay hẹn nhau cả nhà ăn tết với nhau Còn gần tháng nữa là Tết rồi Lúc ấy xuống còn tính Bây giờ công việc giang dở Lại gần cuối năm muốn nghỉ cũng khó Cuộc nói chuyện kết thúc Thì cũng phải thôi Mới là mấy biểu hiện lạ Chứ làm gì có gì nghiêm trọng đâu Mà dắt díu nhau về làm gì Đêm hôm ấy Chú Quang đang ngủ thì nghe tiếng khóc sụt xịt Chú đứng dậy mở cửa ra xem Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt Chú thấy Cụ vạn ngồi trên ghế Nhìn lên di ảnh của ông mà khóc Giờ này bà không ngủ Sao lại ra đây ngồi thế này Mà sao lại khóc Ai đưa bà ra đây Bà nhìn chú một cái Rồi lại nhìn lên trên di ảnh Một lát sau thở dài mà nói Bao năm tìm bố mày không có được Nguyện vọng của tao là Nằm bên cạnh bố mày Thế mà không có được Đau quá quá ngơi Cụ ông sẽ đi bộ đội Sau đó nhà chỉ nhận được giấy báo tử Chứ người ta không đưa xác ông về Đợt đó có người đồng đội gần nhà bị thương Được về nhà nghỉ dưỡng Nói là biết mộ cụ ông Nhưng xa lắm Lại còn ở đồi núi hoang vu Khi đó thì nhà nghèo Lại một nách ba con Cụ bà đành cắn răng mà chờ sau này có tiền Thì cải táng ông về sau Thế rồi người đồng đội biết mộ ông Sau khi khỏi lại lên đường Hơn năm sau người ta đưa thi thể Về cho gia đình vậy là cái người duy nhất biết mộ ông ở đâu cũng mãi ra đi và lại khi đó cụ bà cũng chẳng có tiền mà nghĩ đến việc đi tìm ông đưa ông về giá như hồi đó bà đến đơn vị hỏi rồi làm mộ đánh dấu thì bây giờ đâu phải hối tiếc như thế bà khi đó chỉ tập trung lo cho con cái ăn cái mặc còn không đủ nhị đói như cơm bữa thành ra mãi cho đến khi lo cho con lớn hết thành người dựng vợ gả chồng xong bà mới nhớ đến ông lúc này đất nước hòa bình cũng mấy mươi năm đơn vị giải tán người chết người vào trại thương niên người về quê ở đâu chả rõ đi dò hỏi khắp nơi rồi nghe người ta chỉ ở đâu là đến đó đảo không biết bao nhiêu lần bà cùng với chú quang đi tìm mộ chồng trên dưới bốn lần đào theo người ta chỉ rồi cả đi xem thầy bà nhưng mãi chẳng tìm thấy mộ ông lo xong cho con thì lo tìm chồng đến khi châm bà không đi nổi mắt bà mờ đi thì mới buông xuôi không đi tìm ông nữa. có lẽ đó là nút thắt. là nỗi ân hận chăn trở trong lòng bà. chú quang thở dài. thôi bà về phòng nghỉ đi, còn vẫn nghe ngóng mà. mấy chục năm qua rồi, giờ đồng đội ông có khi chẳng còn ai, tìm cũng khó. bà kiên yên tâm, còn nước còn tắt, chỉ cần có thông tin thôi, còn lại đi tìm ông cho bà. cụ thở dài thầm thầm. suốt cuộc đời cụ vì con rồi lại tìm chồng không biết bao nhiêu lần hy vọng rồi lại thất vọng có lần cứ tưởng đã tìm được ông rồi được người ta chỉ chỗ đến mà đào quả thật là có cốt tuy chỉ còn lại vài màu xương và đất đen trắng cũng khiến bà vui lắm bà lăn ra mà góc vật khi đó bà xuân với bà huyền cũng có mặt ba mẹ con thi nhau khóc gọi tên ông nhưng một lát sau người ta tìm thấy cái mũ sắt với bình nước trong đó có tên tuổi quê quán người mất thì mới biết là nhầm Dần ra những cuộc tìm kiếm Chỉ còn mình bà rong ruổi tìm ông Nhưng chắc ông giận không cho bà tìm thấy Hoặc cũng có thể Ông sợ bà với con cái Tốn kém cải mình về Hay cũng có thể không muốn xa đồng đội Nên chọn nằm lại nơi đất khách Không mộ không bia Không ai hay biết Cụ vạn thở dài Rồi nói chú Quang đỡ cụ về phòng Câu hỏi ai đưa cụ ra đây Cụ vẫn chưa nói sáng ngày hôm sau mãi mà thím nga không thấy cụ dậy bình thường cụ mất ngủ hay dậy sớm lắm phía sau nhà là chợ làng cụ sáng sáng lại bảo thím mang cái ghế ra cho cụ ngồi đó mà nhìn người ta buôn bán đi qua đi lại ấy vậy mà nay chợ tan rồi vẫn chưa thấy cụ gọi nếu đến biểu hiện đêm qua thím đi vào gọi mấy tiếng cũng chẳng thấy cụ đáp tìm đến lay người thì thấy cụ lạnh toát mặt trắng bệch sờ lên cánh mũi hơi thở yếu ớt lắm thì mới chi hô mọi người đưa cụ lên viện Chú Quang ngay sau đó Cũng bỏ chỗ làm mà chạy lên viện theo Nhưng đi xe cấp cứu được nửa đường Thì cụ mất Thế là lại quay về Cụ ra đi nhẹ nhàng lắm Chẳng cần chờ con cháu đầy đủ Cũng chẳng ốm đau mà phiền hà đến ai Phải phục vụ mình Càng chẳng kêu tan hay đòi hỏi gì Ngủ một giấc dậy là đi Quay trở lại với tức tại Bà Xuân ôm quan tài khóc nức Vì bà tự trách mình nhiều lắm Mấy hôm trước chú Quang có gọi Bà bỏ ngoài tai những hiện tượng lạ của mẹ mình Lấy chồng xa bao năm Giờ mới có cơ hội cùng mẹ đón giao thừa Vậy mà Tết còn chưa kịp ăn Mẹ cũng chẳng được nhìn lần cuối Trước khi âm dương cách biệt Lúc này A mới kéo mẹ mình ra Để cho nhân viên nhà tang lễ làm việc Chiếc quan tài dần được đẩy vào bên trong Cánh cửa cũng dần đóng lại bỏ sau lưng bà Xuân với bà Huyền khóc trong đau đớn. Một lát sau, khi đã bình ổn lại cảm xúc, mọi người dắt nhau ra nhà chờ ngồi. Khu nhà chờ là một khung sắt dựng lên, bắn mái tôn trên mái không có tường, chỉ có chỗ quán bên trong là bắn tôn hết xung quanh. Còn khu ngồi đợi thì thông thoáng, sát với khu mả quy hoạch. Những người mộ giống nhau như một, nằm ngay hàng thẳng lối. Muốn được chôn ở đây thì phải mất một khoản tiền lớn để mua lốt, lại còn mất phí hàng năm chăm sóc nữa. Vậy nên những người chôn trong này đa phần đều là thân nhân nhà giàu. Với lại người nhà đi xa nên đưa vào đây trả phí cho người ta chăm sóc. Có một khu phía xa gần cuối là khu mộ chung của những người không tìm được người thân khi tai nạn hoặc những người mộ đến hạn 3 năm 7 năm không được người nhà gia hạn cũng được đưa ra đây. Chỗ đó mộ nằm san sát nhau, cái lớn cái bé, cái không tên. Có khi trên một bia có đến hai cái tên. An đi cùng bố lanh quanh nhìn ngó. Đây cũng là lần đầu tiên hai bố con đến chỗ như thế này Nhìn những ngôi mộ được chăm sóc kỹ lưỡng Ông Bách thở dài bưng cua nói một câu Khi nào bố chết ý, Thì đào sâu chôn chặt bố Chứ đừng có thiêu bố Bố sợ nóng lắm An không nói gì Đưa mắt nhìn qua nhà hỏa táng Khói từ cái ống nhôm nhô cao khỏi mặt đất chục mét Đang bốc lên một ngụt An hiểu vì sao bố nói như vậy Chỉ nghĩ đến việc cơ thể của mình bị nung nóng cho thịt không còn một mảnh Xương cũng khô cong đi Dù là chết rồi có biết gì đâu Nhưng giờ còn sống Tưởng tượng ra cái cảnh ấy thì cũng thấy đáng sợ Hơn một tiếng sau Chiếc quách được đẩy ra Mọi người nhìn xương được xếp ngay ngắn Ông nhân viên còn nói đùa rằng Xương cụ đẹp chưa Trắng phau kìa Đẩy người thiêu xong xương đen gì Mọi người mới đổ hoa khô trà vào xương Sau đó nhìn cụ lần cuối Trước khi đậy nắp quách để ra xe về nhà mới Đám tang thuận lợi không có thêm bất kỳ điểm gì lạ hay chắc trở Chỉ có bà Xuân với bà Huyền không được gặp mẹ lần cuối Lời hứa ăn tết cùng nhau chưa làm được Nên lòng tức nuối và buồn vời vậy Sau tuần đầu cụ vặn Thì bà Xuân cũng khăn gói về quê Tưởng đâu đau thương khép lại Ngờ đâu chỉ sau một năm Biến cố lại ập xuống mái nhà bà Gần đây ông Bách ăn uống thất thường Bà để ý ông hay nôn ói Họng hay bị viêm Cứ vài hôm là còn quạc như vì đực Rồi mấy đêm ông hay ngồi dậy ra ngoài Ngồi thẫn thờ Hơi thở như nặng nhọc lắm Bà cặng hỏi ông chỉ nói thay đổi thời tiết Có tuổi rồi nên ốm mặt Nghe chồng nói bà cũng tin vì dạo gần đây thời tiết đang độ vào đông mấy trận khí lạnh thấu xương đột ngột xuất hiện rồi lại những hôm nắng gắt bất ngờ đổ xuống thấy ai cũng ho lọc cọc trẻ con thì đứa nào cũng nước mũi kéo tận mang tay nên bà nghĩ chồng mình cũng ốm là do giao mùa bà xuân đinh đinh rằng vài hôm hoặc đôi tuần ông sẽ khỏi nhưng không ngày càng có những biểu hiện lạ hơn ông may tham phiền bà đi bán hàng ông ở nhà một mình thì buồn lắm nhà có hai đứa con Đứa lớn đi Hàn lấy vợ định cư bên đấy Đứa bé là An đang đi công tác tận trong miền Nam Từ đầu năm đến giờ Không biết bao giờ mới về Thấy bảo nhanh cũng phải hết năm nay Bà Xuân hơn năm nay thì cũng bỏ không đi dạy học thêm nữa Bà làm cái sạp rau ở chợ Ra đi bán kiếm đồng ra đồng vào Để có nhiều thời gian ở nhà Thế mà việc buôn bán lại đắt hàng Ban đầu chỉ có vài bó Người ta nhận ra bà là giáo viên cũ về hưu Đã làm chủ nhiệm dân bao nhiêu thế hệ Nên ủng hộ bà nhiều lắm từ ngồi ở góc chợ Giờ bà có hẳn sạp to Phải gọi cô em bán cùng mới được Bởi vậy Ông Bách mới tham bà bỏ ông ở nhà mà đi suốt Hôm ấy trong bữa cơm tối Ông ngồi sửa răng nói với bà Bà này Tôi chắc không giấu nữa Tôi chỉ nói cho mình bà thôi nhé Tôi bị ung thư Chắc chả sống lâu được đâu Tôi chết rồi bà ở một mình đừng có buồn Cứ đưa tôi ra đồng mã Đào sâu chôn chặt vào Cũng đừng có khóc lóc cái gì bà xuân dừng ăn mà ngạc nhiên hỏi chồng ông nói bớ vẩn cái gì đấy hả ông đi khám khi nào mà ung thư sao tôi không biết ông thở dài không đáp bà càng hỏi mãi ông mới nói là cơ thể ông nên ông biết bà lượm ông mà nói ông cứ vớ va vớ vẩn ung thư thì phải ra viện xét nghiệm mới biết được ông cảm giác là cảm giác thế nào mà ông nói tôi nghe người thấy thế nào thấy khó chịu ở đâu để mai tôi bảo người trông sạp rau tôi đưa ông đi khám Ông Bách Cạt đi nhất quyết không chịu đi viện Nói viện làm gì cho tốn tiền Không chữa trị gì hết Tuổi này chết được rồi Khám ra bệnh chữa chạy hết tiền của Rồi vẫn phải chết thôi Đã vậy không chữa có khi còn khỏe mạnh đi lại Làm gì thì làm, ăn gì thì ăn Chữa rồi lúc nào cũng mở viện Hóa chấp vào người ốm yếu Như cái ông Thu ngồi xù xù Vợ con phục vụ rồi mà vẫn chết Bà Xuân hết đời khuyên can Bắt ông phải đi Nhưng nhất quyết ông không đi Bà gọi cho hai con vào Bảo gọi về mà khuyên bố Sau mấy ngày đấu tranh của ba mẹ con Cuối cùng ông cũng chịu đi Hôm đó Bà đưa ông xuống bệnh viện lớn ở Hà Nội mà khám Kết quả cho thấy Ở gầm phổi của ông có một khối u Phải chọc tế bào xét nghiệm kiểm tra tế bào ung thư Nhưng ông thì có thời gian dài đau họng Khối u đấy lại có dịch Bây giờ chọc ra Sợ nó vỡ tràn xuống phổi rất nguy hiểm Nên tạm thời cho thuốc về uống Đợi hết tuần thì nên khám lại Uống hết đợt thuốc đấy ông lại không đi Mấy nay ông thấy khỏe mạnh hơn nhiều Nên bà và hai con nói thế nào Ông cũng không chịu đi Chỉ cần nhắc là ông cúp máy Hoặc lảng đi mất không muốn nghe Anh nghe mọ hàng vào nói Ông cũng không nghe nữa Cuối cùng cũng đành bất lực mà buông xuôi Quan sát bệnh tình của ông nhiều hơn Sang đầu tháng 12 Khí lạnh tràn về Trận rét đậm rét hại đầu tiên Chỉ sau một hôm là ông Bách không nằm được Ngồi một chỗ mà thở dốc Hơi thở khò khe khó nhọc như con mèo bị hen Bà Xuân cùng hai người em chú nhấc ông đưa lên viện Khám xong thì khối u đã to hơn Và vẫn không thể chọc tế bào xét nghiệm được Bác sĩ nói gia đình nhập viện Nhưng ông Bách thì không chịu Đòi sống đòi chết để về nhà Đưa ông vào giường ông lại cố sức đứng dậy Ông vừa ôm ngực hít thở từng ngụm khí khó khăn Vừa đi ra ngoài cổng Mọi người hết cách Lại phải đưa ông về Biết tin bộ ốm nặng Sợ không còn thời gian và lại muốn về khuyên bố đưa bố đi viện Nên An mới xin nghỉ phép Anh trai của An là trường Cũng đặt vé về vào tuần sau An về nhìn thấy cơ thể của bố héo mòn Hai mắt trũng sâu Hơi thở khò khè như có thứ gì mắc ở cổ Mà không lấy ra được Thì xót lắm Cứ ngồi vỗ lưng cho bố Đến khi tối muộn mới mệt quá mà tiếp đi một chút Đến khi tự nhiên dập mình tỉnh dậy Thì không thấy bố đâu Chạy vào phòng Chạy ra nhà vệ sinh Cũng chẳng thấy Bố Bố ơi Bà Xuân nghe thì tiếng gọi Thì cũng đi ra Hai mẹ con lùng sục khắp nhà Tìm ông Thì cũng chẳng thấy đâu Nhưng cầu mà cửa sau Thì vẫn đóng Nhớ ra là tầng hai Chưa lên tìm Lúc chạy lên Thấy ông Bách đang ngồi ở ngoài ban công Kìa bố Sao bố lại đến đây Ôi dồi ôi Cái ông này Đêm hôm rồi lên đây cho gió máy Đã không thở được rồi Còn chạy lên đây làm cái gì Ông Bách ngồi đó Nhìn xuống khung cảnh làng quê đang chìm trong màn đêm đen đặc Hơi lạnh bước phả vào người Giọng khăn đặc mà đáp Tôi nghe có người gọi tên tôi lên đây Hai mẹ con trốn mắt nhìn nhau Nhưng cho là ông nghe nhầm Nên đưa ông xuống không để ý Sáng ngày hôm sau Bệnh tình ông Bách trở nặng Ông hầu như không thể hít thở An mới gọi cho bệnh viện Mang máy móc bình oxy đến tận nhà Bởi bây giờ ông cũng không thể di chuyển Ông thở bình Máy đo tim mini Rồi những bịch hóa chất cũng cắm đầy người Hơn một tiếng sau Ông rơi vào mê man không biết gì Chỉ có lồng ngực ông phập phồng hóp xuống thật sâu Rồi lại đẩy lên cao Làn da tím dần Ai gọi hay nói gì cũng không biết Nhịp tim vào huyết áp Vài phút lại nhảy xuống như muốn dừng anh em họ hàng biết tin thì kéo đến đông lắm những người tối qua đến chơi nhà còn không tin bệnh tình ông có thể chuyển biến nhanh đến như vậy em ruột ông bách là ông gia nhìn làn da xanh tím của anh biết không qua khỏi vội kéo bà xuân ra nói chuyện bà xuân từ hôm qua đến giờ cứ khóc dấm dức đến sưng cả mắt không nghĩ ông lại sắp bỏ bà đột ngột đến như vậy chị này em thấy anh có khi không qua khỏi được đâu chị chuẩn bị tâm lý bình tĩnh mà lo cho anh Tình hình này gọi dạp đặt quan được rồi Để em gọi thầy hỏi xem Hôm nào có giờ nào dính trùng hay không Bà Xuân nước mắt vừa tạm ngừng Lại chảy ra như mưa Dù biết nhưng mà bà không muốn tin Khi đến đặt quan tài cho ông Trong khi ông còn nằm đó Mà không chấp nhận được Nhưng rồi anh bác sĩ trực ở đấy Nói với bà chắc chỉ còn vài tiếng nữa Thì bà cũng như ngạo quỵ đi Ông ra gọi cho ông thầy Thì ông ấy nói Ngày hôm nay là cái ngày vô cùng xấu phải cố gắng kéo dài qua được 5 giờ chiều Thì mới mong thoát trùng Còn lại nếu mà không qua được giờ đó Phải yểm trùng khi liệm ngạch Ông ra vào nói lại với anh bác sĩ Cố gắng giúp người nhà giữ được cho qua 5 giờ Nhưng bác sĩ gật đầu nói Cố được đến giờ nào Thì cố thôi bác ạ Cháu không có hứa trước được Bác nhìn đi Tim còn có 5 tư thôi Huyết áp nhảy như chứng khoán ấy Thật ra ấy Bây giờ ông ấy đi rồi Chỉ là nội tạng còn hoạt động yếu ớt vào giây cuối cùng khi mình tiêm trợ tim thôi. Quả như vậy, nãy giờ anh ta phải tiêm hơn 20 ống trợ tim và bịch hóa chất đang truyền vào người. Nhưng dường như mạch máu không còn hoạt động, cân xanh nổi lên chỗ kim cắm, chuyển dần sang màu tím. Anh bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức có thể rồi. 3 giờ 43 phút, nhịp tim huyết áp đồng loạt về không. Anh bác sĩ lắc đầu rút kim thu dọn đồ đạc. Người nhà bàng hoàng sững sờ trước sự ra đi đó đến độ chưa tiếp tục Bà Xuân ngồi phịch xuống dưới nền nhà khóc chẳng nổi An ngồi bên bố cũng như chết sững Mọi người bên ngoài đứng lặng vài phút Rồi nhanh chóng chuẩn bị cho lễ tang Ông già thương anh quá Mà quên mất lời thời dặn Nếu mà không qua được 5 giờ Thì phải gọi thầy xuống để yểm trùng Các phòng nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ Ông bác cũng được thay một bộ quần áo mới Đặt ngay ngắn nằm trên giường mặt phủ tờ giấy màu trắng, tay úp trên bụng, đầu giường đặt một bẹ chuối cắm ngang, một lọ hoa thêm mắt cơm cúng có đặt quả trứng bên trên. Trong họ có một bà chả biết mua sách ở shop nào về đọc, cộng thêm hay đi đền chùa. Đến thấy ông Bách đã mất, chỉ đạo mọi người sắp xếp đồ cúng đồ lễ rồi xem giờ lại phán. Tôi xem rồi, ông ấy mất vào cái giờ đẹp lắm, tuổi mão này mất vào năm mão, vào giờ mùi đi này. Giờ đẹp như thế này thì thương lắm đấy Về phù con cháu Lại còn ra đi nhanh mới nhẹ nữa chứ Chết như thế này ấy, Phải thiêu cho sạch cốt Chứ không được bốc đâu Ông ra khi ông Bách vừa mất Thì nhận được tin xét đánh Là vợ tai nạn Thế là phải chạy ngay lên viện với vợ Không có mặt ở nhà để mà chỉ đạo Thành ra cái bà kia càng được thể mà ba hoa Nhà thì bốn đều là công chức Không thì giáo viên Tuy không mê tín dị đoan những thứ liên quan đến phần âm giờ trùng Thì vẫn tin lắm Và lại trong họ Làm gì còn trưởng bối biết tập tục hành lễ dương hương Đến giờ liệm giờ nhập Cần gì làm gì cũng không ai biết rõ Nên cứ bái bảo gì Là làm như thế Còn lại lớp trẻ thì không tin không tín Cũng không phải việc của mình Thành ra không có tham gia Và cũng chả để ý Đúng ra mất trong nhà Thì chỉ cần đậy giấy trắng lên mặt Bỏ màn như người đang ngủ rồi chờ đến giờ liệm là xong Vậy mà cái bà kia lại bảo là lấy kính chiếu phủ lên trên người ông Bách Trùm từ đầu đến chân như người chết đường chết chợ Đã vậy còn đặt con dao bầu vào tay ông Nói rằng để chấn không cho nhập tràng Bà ta lại lật quyển sách lịch vạn niên mua ở Shopee ra Mà bơm bấm Nói rằng 7 giờ sáng mai mới được liệm Rồi 7 giờ sáng mốt mới đi thiêu Mấy anh em lo liệu mà đặt dịch vụ đi Bà ta còn đi ra tuyên bố Chết giờ lành nên không kiêng cữ tuổi trùng gì hết cả Mọi người trong họ không cần tránh mặt Ông chết cái giờ thiêng Vào thắp nhang cho ông biết thành ý Sau này còn phù hộ cho Bà còn bắt người ta chặt cái cành tre Đặt ở đầu giường Nói là hồn ông đậu ở đấy Người nhà này thì cũng chẳng biết cái gì thật Đâu biết rằng cành phan là để Sau khi nhập liệm xong xuôi Chứ đâu phải đặt đầu giường như thế này Cả cái đám tang của ông Bách Đều do người đàn bà đó chỉ đạo Quát người này hối người kia Làm này làm nọ người ta cũng mịt mờ mà y áng làm theo Sáng ngày hôm sau nhập liệm xong Ông ra có về Nhưng mà do vợ bị nặng Tâm trí dối bời cũng chẳng để ý gì An thì bố mất Cộng thêm non trẻ Và lại trong nhà trưởng bối còn nhiều Cũng không biết gì vào cái chuyện ma chay này Để mà tham gia An chỉ nhớ trước đây bố có nói khi nào bố chết cứ đào sâu chôn chặt vào chứ đừng có thiêu bố cũng đừng bốc lên làm phiền làm gì nếu câu nói ấy nên khi nghe bà kia phán là phải thiêu rồi người nhà đồng tình thiêu cho sạch giờ còn thấy ai chôn mấy đâu anh mới lên tiếng lúc bà ngoại ấy mất ấy có nói bố cháu nếu có mất thì đào sâu chôn chặt chứ đừng có thiêu bà kia vội quắc mắt cái mồm dãi ra như cái phễu đôi mắt lòng trắng như hơn lòng đen ông ý sống thì biết cái gì giờ chết người ta dựa vào giờ giấc tuổi tác mà chôn hay thiêu chứ bố mày ấy là phải thiêu cho sạch cốt chứ để nằm bẩn không tan thịt ra rồi con cháu ốm đau gia đình dòng tộc lục đục làm ăn tấp bát giờ ông chết rồi biết gì đâu mà thiêu với chôn chứ mày cứ để chúng ta lo liệu không đến là chúng mày đâu an bị nói cho cứng họng lý lẽ của người tự cho mình hiểu về phần âm giờ giấc và những thứ vô hình thì làm sao mà người trẻ như an có thể cãi được lại thêm mẹ cùng với mấy anh em chú bác cũng đồng ý Thì ý kiến của cậu dường như không quan trọng Ông ra khi đó đã chạy đến viện Và lại thấy giờ giấc được ghi trên tờ thông cáo tin buồn Cứ tưởng thấy mình bận nên người nhà phân người khác làm rồi Đi hỏi thầy rồi nên cũng không để tâm cho lắm 7 giờ sáng ngày hôm sau Đoàn khiêng quan đến Tám người mặc áo trắng cầm cờ phủ liên quan khiêng ra xe đưa đi thiêu Không hiểu sao trong lòng An khó chịu lắm khó chịu một cái gì mà mình không thể biết được Và lại thấy bố chuẩn bị được đưa vào lò hỏa táng Trong lòng bất giác cảm thấy bất an thế nào ấy Câu dặn dò của ông vẫn còn đó Vậy mà ông nằm xuống Di nguyện đừng thiêu ông Lại không ai nghe Không ai làm theo Hai giờ chiều Quách xương được đưa về chôn vào ngôi mộ đã được xây sẵn Không như chôn luôn để sau này còn cải táng Phải đào hơn 2 mét Thiêu về thì người ta Chỉ cho bên dưới đào độ 1 mét thôi Tường bao xây lên 3 mét Sau đó lấp cát rồi ốp cạch Đặt ảnh vĩnh viễn không bao giờ đào lên Mọi chuyện xuân sẻ cho đến khi Người anh trai về Do không đổi vé được Nên chiều hôm đó Khi bố đã mồ yên mà đẹp Anh mới về tới nhà Đi cũng hơn 5 năm chưa về Giờ đây đưa vợ đưa cháu đích tôn về Trở về thăm ông thì còn gì đâu Ngoài ngô mộ lạnh lẽo Có khóc có đau thì mãi mãi chẳng còn bố nữa Đêm đó đang ngủ say, anh Trường chợt nghe có tiếng ai gọi mình. Âm thanh nghe quen thuộc, có phần thôi thúc. Trường, Trường ơi, đi với bố, Trường ơi. Anh Trường mở cửa phòng bước ra, đảo mắt tìm kiếm thấy có bóng người đứng ngoài cổng. Tay bám vào song cửa, hướng mắt nhìn vào bên trong mà gọi. Không hiểu sao lúc đó trong đầu anh không một chút suy nghĩ gì. Anh có hiểu người đó là ai, đêm hôm thế này đến gọi lại còn rủ đi. Đầu óc anh lúc đó trống rộng Mở cửa bước nhanh ra cổng Còn chưa kịp cất tiếng Thì người kia đã xoay người lưỡng tự bước đi Này ai đi à Bác nào nhà có chuyện gì đấy Nhìn theo bóng đen chậm rãi bước Nghe anh hỏi thì dừng chân Khẽ xoay người tay vẫy vẫy ra hiệu cho anh đi theo Anh Trường cũng chẳng nghĩ nhiều Còn không quên cài cổng trước khi chạy theo bóng đen kia Mà chẳng rõ mình có quen hay là không Cứ thế Hai bóng đen kẻ trước người sau đi trong đêm. Anh Trường chạy nhanh hơn, đi song song với người kia. Cố mở to mắt hết cỡ để nhìn xem đó là ai. Đi 5 năm rồi, làng xóm thay đổi nhiều, người thân có những người hôm nay anh còn không nhận ra. Thế nhưng dù cho cô cố nhìn thế nào thì cũng thấy người ấy một màu đen chùi chuỗi không thể nhận ra được nhân diện. "Này, bác ơi, bác là ai thế? Đêm hôm có việc gì mà gọi cháu?" Người kia vẫn cúi đầu đi tiếp, khẽ nhìn qua phía anh mà nói. Đi, đi với bố, ra nhà mới. Đột nhiên lúc này gương mặt kia dần hiện rõ. Chỉ sau câu nói đó, anh Trường nhìn thấy rất rõ đó là bố mình. Ông danh dao vàng vọt, bùng da cổ trắng ẩn, khoác trên người bộ vét lịch sự. Anh Trường như quên mất rằng bố mình đã mất, và rất lâu rồi mình chưa gặp bố. Anh cảm giác như bây giờ mình như ở cái thời vẫn còn làm ở nhà mà chưa đi nước ngoài, chưa có lấy vợ. Anh tản nhiên hỏi Bố mua nhà mới khi nào Sao lại đi xem ban đêm Không để ngày rồi đi hả bố Ông Bách không đáp Mà cúi đầu lặng lẽ đi Cho đến khi hai người Dừng trước nấm mộ mới xây hôm nay của ông Bố đau lắm con ơi Thằng An nó thiếu bố Đau lắm Trường ơi Họ nhà mình họa rồi Anh Trường nhìn ngôi mộ đầu óc vẫn mơ hồ như có làn sương khói che mở ly trí không hiểu sao đêm hôm bố anh lại dẫn anh ra mộ ai đây rồi nói những cái câu khó hiểu như vậy anh mới tiến lên dí sát mặt mình trên bia mộ xem đó là ai vài giây trôi qua anh như chết sững bởi tên và ảnh trên bia là bố của anh anh quay phát lại há hốc mồm trợn mắt nhìn người đứng sau lưng giờ đây anh như nhận thức được tất cả khi quay lại nhìn thì cơ thể ông Bách bốc cháy Không phải là lửa Mà là những tia như điện chạy khắp người ông Phát ra ánh sáng xanh vàng Quần áo bắt đầu mục nát rơi xuống Thịt da sôi sụp bốc khói Rồi nổ bém bép Sau mỗi tiếng nổ Phần da trắng xanh ấy vỡ ra để độ mỡ thịt đỏ lòng Chảy máu đen Giờ máu đen đặc sệt chảy xuống Khói trắng đen tanh tưởi bốc lên Ổ bụng thì trương dần trương dần Bên trong như có con gì Nó đang bò quấn mà muốn chui ra Bùm một tiếng Cái bụng to hết mức Da thịt căng nút vỡ Lòng nội tạng bay hết ra ngoài Đầu óc cũng cháy sạch Hai hốc mắt thì trống không Nhường chỗ cho bộ xương trắng Nó thiêu bố Bố đau lắm Con ơi Đến đây như quá sức chịu đựng Anh lăn ra ngất lịm đi Bên tai những tiếng kêu đau đớn Vẫn vang lên không ngừng Vợ anh Trường mới dập mình không thấy chồng đâu Tưởng chồng đi vệ sinh Nhưng mà nằm mãi không thấy anh quay lại Rồi trong nhà cũng yên nắng như tờ Chẳng có âm thanh nào phát ra Thấy trong lòng không yên Chị dậy đi quanh nhà tìm Đi hết chỗ này chỗ kia Đến khi không còn chỗ nào bỏ sót Mà chẳng thấy chồng đâu Chị mới chạy vào mà lay mẹ chồng dậy Mẹ ơi mẹ Chồng con đi đâu rồi ấy Bà Xuân dậy cùng con Mà tìm hết một lượt lần nữa Cũng chả thấy đâu An thấy nhà bật đèn tiếng xì xào nói chuyện Nên cũng dậy theo Ra ngoài thì thấy bà Xuân đang tắp nhang lên Mà cắm vào di ảnh của ông Bách Đứng lầm rầm cầu xin Mẹ, chị, chuyện gì xảy ra thế à Đêm hôm dậy thắp hương cho bố thế Chú An ơi Không thấy anh chú đâu hết An ngước mắt nhìn đồng hồ Mới hơn 3 giờ sáng Đi vào phòng lấy điện thoại muốn gọi cho anh Nhưng mà chị dâu nói khi nãy gọi rồi Điện thoại anh thì vẫn để trong phòng cái áo khoác của anh mặc thì cũng gần treo ở móc Xe trong nhà cũng chẳng thiếu cái nào Anh Trường có thể đi đâu Ba người lo lắng khó hiểu mà nhìn nhau An chạy ra cổng Thấy ổ khóa được mở chỉ cài tạm thôi Có khi anh không ngủ được đi đâu đó đấy Chờ tí nữa xem sao Ba người bật đèn điện sáng choang Ngồi trên bàn nước mà lo lắng nhìn ra hướng cổng Chỉ cần thấy chó nhà nào sủa lên vài tiếng Là lại hóng mắt mà trông lợi bóng dáng của anh Trường xuất hiện nhưng chờ đến khi trời tảng sáng Cũng chẳng thấy đâu Đột nhiên bà Xuân nói Hay là Hay là ra mộ bố mày để xem đi Sao mẹ lại nghĩ đến mộ bố Bà Xuân cũng khó hiểu Mẹ cũng chả biết nữa Tự nhiên nghĩ đến thôi Đi mẹ với mày lấy xe ra đấy xem thế nào Chứ ngồi thế này suốt hết cả ruột An chạy xuống dắt xe Lúc ra khỏi cổng thì mọi thứ cũng có thể nhìn rõ Không cần đèn Hai mẹ con chạy một mạch ra khu mả của làng Cung cảnh chưa sáng tỏ cộng thêm sương muối trắng đục che quất tầm nhìn càng làm khu mả lạnh lẽo hai mẹ con đi một mạch đến mộ ông bách từ xa bà xuân thét lên trường trường ơi con sao thế này trường nằm đó úp sấp mặt lên mộ của ông bách hai chân hai tay dang rộng ra như đang ôm lấy ngôi mộ gạch đỏ tím mới xây hôm qua an lật đật chạy tới đỡ anh mình xuống liên tục tát vào mặt giật tóc bay lay lay vai sau vài lần như thế thì trường mới tỉnh dậy Vừa mở mắt đã trợn lớn Sợ hãi nhìn bốn phía xung quanh Bố, bố Bà Xuân chụp lấy vai con Bình tĩnh, bình tĩnh con Đi về nhà trước đã Anh trường sợ hãi gật đầu Đôi mắt đỏ ngầu đủ cho bà Xuân biết Đêm qua anh gặp chuyện rồi Về đến nhà sau sự vui mừng vì trường không sao Anh trường lấy chăn mà quấn vào người vì lạnh Môi tím tái đi Người run lên từng chập cầm cốc nước gừng nóng hổi mà nhấp mồ hơi anh kể lại toàn bộ câu chuyện cho cả nhà nghe bà xuân mới trầm ngâm nói di nguyện của bố mày là không được thiêu ông ấy mẹ có biết nhưng mà các chú cấp bác nhà mày lại cả ông trưởng tộc bà cô em ông nội có quyết rồi mẹ không có dám phản đối chắc vì thế nên bố mày không siêu thoát đấy để tí mẹ với thằng an lên thăm vợ chú ra xem đỡ chưa rồi tiện hỏi chỗ thầy để xem thử xem thế nào Mọi người gật đầu đồng ý 9 giờ sáng Bà Xuân và bà An có mặt tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vợ chú ra bị hai thằng thanh niên tông vào khiến bà ngã gãy chân Xây sát hết người Xong bỏ chạy mất Cũng may là không có gì quá nghiêm trọng Thăm hỏi xong thì bà thuật lại chuyện hôm qua Ông ra nghe chuyện thì sắc mặt tái dại đi Chị Theo mấy ai xem thầy để nhập liệm Bây giờ chôn đấy Phải rồi thầy dặn phải yểm trùng Nếu mà chưa qua 5 giờ Thế có gọi thầy không? Bà Xuân mắc còn trận lớn hơn Không, nào có thầy gì đâu Chú đi là cái bà cô bà ấy chỉ đạo Bà ấy bảo chết bà giờ lành Rồi thì giờ giấc hay cung bái cái gì Bà ấy xem hết rồi Thôi xong rồi, chết dở rồi Để em gọi cho thầy À mà thôi, chị với thằng An đến đó một chuyến đi Xem thầy bảo gì nhá. Có gì gọi cho em Hai mẹ con lại theo địa chỉ tới tìm thầy Ông thầy nói ông Bách chết vào giờ trùng Hai cháu hợp tuổi sung tuổi Phải tránh mặt Là những tuổi tí tị ngọ dẫu Giờ chôn giờ liệm cũng không có gì đáng nói Cơ bản ông chết vào giờ trùng Linh hồn chưa đi Lại thấy người nhà không làm theo di nguyện Thành ra ông oán Giờ chỉ còn cách Chờ qua tuần đầu thì đưa ông lên chùa Để nghe kinh Phật mà giảm đi đau đớn Khi nào đến ngày thì đi đầu thai Còn lại gia đình những người tuổi trên Thì có mặt ở trong đám tang Cần hết sức cẩn thận thời gian này không nên đi đâu xa hay làm cái gì liên quan đến máy móc nguy hiểm bà xuân tạ ơn thầy rối rít mời thầy tuần đầu đến làm lễ giúp gia đình để đưa ông lên chùa thầy đồng ý còn đưa cho một lá bùa kèm một lọ nước gì đó dặn về nhà kiếm lá liễu mà nhúng nước vẩy quanh nhà bà xuân đi hỏi mấy nhà thân nhất xem tuổi tác dặn dò cẩn thận nhưng quả thật hôm đó quá đông bà đến hỏi và dặn được vài nhà thôi do công việc bận mà bỏ qua Thời gian trôi qua Hôm ấy là ngày 15 âm lịch Nhà bà Xuân làm cơm thất đầu Và đưa ông lên chùa Nên làm cơm to lắm Đại hơn 30 bản Bà cô nọ cũng có mặt Hôm nay có mặt thầy Bà không còn lăng xăng chỉ đạo Bà ngồi yên chắp tay tụng kinh theo thầy Bỗng ngoài cổng Có tiếng gọi rất cấp cáp Bà Thư, bà Thư ơi Chú Toàn tông xe chết ở ngã ba đèn đỏ rồi Người ta đang lên tìm người thân kia kìa Chú Toàn chết thường dương 56 tuổi Và chú tuổi tỵ Cũng là người hôm đó đắp chiếu lên người ông Bách Theo lời mẹ chú chỉ đạo Sau khi đưa ông Bách lên chùa Trong họ không cần thêm cái chết nào nữa Nhà cửa cũng yên ổn trở lại Duy có an lúc nào về nhà Nhìn thấy gì ảnh bố Thì gương mặt ấy như thể rất buồn Giống như sắp khóc vậy An lại thấy mình có lỗi Một lỗi hận một nút thắt không bao giờ có thể gỡ các bạn thân mến như vậy là câu chuyện đừng thiêu bố của tác giả diễm hằng đã khép lại video ngày hôm nay trước khi gửi lời chào tạm biệt các bạn thính giả mình muốn chia sẻ một điều như thế này câu chuyện này muốn nói tới di nguyện của người đã chết chứ hoàn toàn không có ý là cổ suý hay là phản bác một phương thức hay là tục lệ cụ thể nào để an táng người đã khuất Có thể là chôn cất Có thể là hỏa táng Thì đều là theo ý nguyện của Người đã khuất cũng như là ý nguyện của gia đình Của thân nhân Chứ không vì câu chuyện này mà Mọi người lại hiểu nhầm sang cái ý Là câu chuyện cổ suý cho việc là Không tiêu người Thực ra mà nói thì hiện nay xã hội hiện đại Thì cũng đang tiến dần tới cái việc hỏa táng Để cho sạch sẽ Cái việc mà nói sạch sẽ trong chuyện ấy là đúng để cái việc vệ sinh môi trường nó cũng được tốt hơn. thì đây là một xu hướng rồi. bởi vì càng ngày ấy, thì đất chôn cho người chết thì sẽ càng thiếu. và các bạn có thể biết là các khu chung cư ấy, thì hầu hết là được chôn ở trên các nghĩa trang, các nghĩa địa ngày xưa. tức là phải lấy những cái đất nghĩa địa đó để xây mà cho người sống ở. tức là bây giờ người sống còn đang thiếu đất thì người chết thiếu đất là chuyện bình thường. vì vậy nên là có những cái tập tục mới, những cái phương thức mới để an táng thì nó cũng là phụ thuộc vào thời đại và phù hợp với xu thế vệ sinh môi trường thôi. Không có vấn đề gì liên quan tới việc cổ suý hay là phản đối những cái phương thức an táng đâu các bạn nhé. Rồi, nếu mà cảm thấy ý nghĩa và hữu ích thì các bạn có thể ủng hộ cho tác giả giữa bằng cũng như Bí ẩn Radio thông qua hướng dẫn trong phần mô tả. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.